Dân Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, cô là một trong số những ca sĩ underground có tiếng tại Sài Gòn. Bên cạnh ca hát, Dân Lê còn hiện ra với vai trò. Sau khi chuyển hướng thanh lịch đẳng cấp tomboy, suốt một thời gian dài người ta nhắc đến Dân Lê với nghi án yêu chi ô. Trên thực tế, cặp đôi từng có một khoảng thời gian khá dài như hình với bóng. Chi Hu thừa nhận rằng Dân Lê có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cô kể từ sau khi cô 5 tiếng. Bất chấp những tin đồn về giới tính, cặp đôi vẫn liên tiếp hiện ra bên cạnh nhau. Tuy nhiên, mối tình này không kéo dài quá lâu. Đầu năm 2018, Chi Hu và Dân Lê vướng ngờ vực đường ai nấy đi sau nhiều lần đụng mặt nhưng ngớ lơ khi cùng hiện ra trong các chương trình giải trí. Sau khi dướng tin đồn rạn nứt với Chi Hu không lâu, Dân Lê liên tiếp bị bắt gặp hiện ra bên cạnh nữ ca sĩ Miu Lê. Tháng 4 năm 2018, trong chuyến du lịch cùng nhóm bạn, Dân Lê và Miu Lê còn vui vẻ tung ra đoạn clip ghi lại cảnh Dân Lê tỏ tình với Miu Lê. Tuy nhiên cả hai không báo cáo về tin đồn tình cảm. Miu Lê được biết tới với vai trò một ca sĩ, diễn viên kim người mẫu ảnh. Với ngoại hình bắt mắt, khuôn mặt xinh xắn, Miu Lê chiếm hữu lượng fan khá đông đảo. Cô cũng được xem là một tiểu thư của showbiz với gia thế phú quý. Nghi vấn tình cảm với Miu Lê còn chưa có lời giải đáp thì Dân Lê kế tiếp vướng tin đồn yêu quý với nữ ca sĩ Hoàng Trì Linh. Cụ thể, Dân Lê bị bắt gặp khi Kính Thác Tùng Hoàng Trì Linh ra Hà Nội nhập cuộc AQ hồi tháng 7 năm 2019. Mới đây nhất, cả hai lại bị so dịp đeo nhẫn đôi và cùng nhau đi mua sắm. Phía Hoàng Trì Linh báo cáo bác bỏ thông tin hai nữ ca sĩ cặp kè. Quản lý của Hoàng Trì Linh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Sau khi chính thức xác nhận chuyện tình cảm lỡ dở với Harilu, đây là lần trước tiên Hoàng Trì Linh dướng phải tin đồn tình cảm.